tốn bao nhiêu công sức để xây thành, nhưng mẹ cứ đắp lên lại đổ, thế là cớ làm sao? Đại vương, thần nghĩ chúng ta nên nhờ thần linh giúp đỡ. Được, ngươi mau chuẩn bị cho ta. Rõ. Xây giúp con kinh thành thật vững chắc để giúp con bảo vệ dân. Ta là sứ Thanh Giang, hôm nay ta đến đây là để giúp nhà vua xây thành. Thành to nghìn trượng, xoáy như hình chôn ốc. Vậy nhà vua sẽ đặt tên thành là gì? Ta sẽ đặt tên thành là Loa Thành. Nhà vua đã có thành kiên cố, vậy nhà vua còn mong muốn thêm điều gì nữa không? Ta đã có thành kiên cố, nhưng khi giặc đến xâm chiếm, ta lấy gì mà chống đây? Ta ban cho nhà vua vật này, hãy sai người chế nó thành lẫy nỏ thì không còn điều gì phải lo nữa. Mà sau này có gì cần ta giúp đỡ, hãy tìm đến sứ Thanh Giang, ta sẽ đến để giúp nhà vua. Đa tạ thần. Cao Lỗ đâu? Có thần. Mau đem vật này làm thành lẫy nỏ cho ta. Thần xin tuân mệnh. Bẩm đại vương, thần là Trọng Thủy, thái tử nước Nam Việt, sang đây có hai việc mong đại vương đồng ý. Được, ngươi nói đi. Việc thứ nhất, thần muốn cầu hòa với Âu Lạc, đem mang linh vật lên. Người đâu? Bẩm đại vương, cầu hòa là chuyện không dễ. Đại vương đừng vì chút kim ngân châu báu này mà mềm lòng. Người sẽ có là người biết cái gì à? Thần không dám. Âu Lạc ta đang hùng mạnh, thì dù kẻ nào muốn thực hiện mưu đồ không bao giờ thành công. Huống chi ta thấy việc nghị hòa giữa hai nước là việc tốt cho nhân dân. Được rồi, ta đồng ý. Người nói sang đây có hai việc, vậy việc thứ hai là gì? Bẩm đại vương, việc thứ hai thần muốn cầu thân cùng Âu Lạc. Cầu thân cùng Âu Lạc? Ngươi lấy gì mà đòi cầu thân cùng Âu Lạc? Để tăng thêm tình bằng giao giữa hai nước, thần Trọng Thủy nguyện ở rể ba năm với Âu Lạc. Lời ngươi nói nghe qua thì cũng hợp lý. Con gái ta cũng đã đến tuổi cập kê. Tuy nhiên ta thì chỉ có một người con gái duy nhất mà thôi. Chuyện này ta sẽ để nó tự quyết định. Nếu nó đồng ý, kẻ làm cha này cũng không sẽ không phản đối gì. Người đâu? Mau cho gọi Mị Châu, công chúa, con gái của ta ra đây. Đại vương đây là... Người khỏi thắc mắc, ta tự biết giới thiệu. Xin tự giới thiệu, ta chính là vú nuôi của Mị Châu. Hai người hãy chống mắt lên mà xem, dùng nhan bậc nhất thảo Âu Lạc. Bái kiến vua cha, bái kiến nhũ mẫu. Mị Châu, nay Triệu Quốc muốn quyết tình hòa hữu giữa hai nước, ý con thế nào? Cha, con muốn thử tài chàng. Con muốn tìm cho cha một chàng rể vừa có tài lại vừa có đức. Ha 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 ha. Thật đáng khen cho Mị Châu, con gái của ta. Lời con phân nghe qua cũng hợp lý. Được, ta sẽ chiều theo ý của con. Tạ phụ vương. Vú mẫu. Cho hỏi ai là Trọng Thủy? Ta là Trọng Thủy. Wow, chóng chút. Ta nghe nói Trọng Thủy khí chất bất phàm, dung nhan xuất mạo, quả thật không sai. Nhưng muốn sánh vai cùng với Châu Châu nhà ta thì phải xem ngươi có tài cán gì. Phải chăng ngươi muốn thử sức cùng ta? Được, ta xin thỉnh giáo. Được. Được rồi, cho ra. Đã thất lễ với chàng rồi, nhưng nhân đây ta có một chuyện muốn hỏi chàng. Rằng chúng ta có chiến tranh thì chàng định liệu sao đây? Ta đã làm gì Âu Lạc thì coi Âu Lạc như quê hương của mình. Chẳng nhẽ ta lại mang quân sang đánh chính quê hương của mình sao? Nhưng nếu cha chàng nhất quyết đem quân sang đánh nước ta thì sao? Thì ta mang tính mạng của mình ra để đảm bảo. Thưa cha,
Được rồi, Trọng Thủy nghe đây, người sẽ là rể của Âu Lạc, hôn lễ sẽ được cử hành sau 3 ngày nữa. Tìm đại vương phải suy xét lại. Được rồi, Cao Lỗ à, người đừng nói nữa. Người đâu, mau truyền tin này thông báo cho nhân dân, để nhân dân cùng chúc mừng Trọng Thủy và Mỹ Châu con gái của ta. Đó. Báo với phụ vương ta, khi nào đến thời cơ, ta ác sẽ làm theo ý người. Rõ, hân xin lỗi. Bài kiến phụ vương. Bẩm phụ vương, con có điều mong cha đồng ý. Được, con nói đi. Đêm nay trăng thanh gió mát, còn cùng Mỹ Châu hưởng nguyệt trong vườn Thượng Uyển, quả không có gì tuyệt vời bằng. Được, ta đồng ý. Vườn Thượng Uyển là nơi cất giữ báu vật, Trọng Thủy là rể, nhưng vẫn là người ngoài, đêm uống quế quất để cho hắn ra vào tự do. Thần e rằng người đã quá lo xa rồi. Nếu muốn hãm hại Âu Lạc, Trọng Thủy hắn phải chờ tới 3 năm. Huống chi còn có Mỹ Châu con gái ta đi cùng. Nếu ta không cho phép, khác nào ta không tin tưởng con gái ta. Thôi, hai con cứ ở đây thưởng trăng, ta về trước lo chuyện chính sự. Mỹ Châu nhà con ta ở đây cũng đã được 3 năm. Có một chuyện ta luôn thắc mắc, tại sao quân dân Âu Lạc luôn chiến thắng hàng trăm, hàng ngàn vạn quân xâm lược. Nước Âu Lạc có thành cao, có hào sâu, lại có nỏ thần làm tướng quốc của dù vàng. Trăm trận trăm thắng, há kẻ đi khúc sợ hay sao? Nỏ thần, hóa ra là nỏ thần. À, có thể cho ta xem một chút được không? Nỏ thần là bí mật của quốc gia, cũng là bí mật của cha kiếp. Kiếp là vật con. Là không tin ta sao? Kể cả đang nên duyên vợ chồng. Kìa Trang, chẳng nên giận hết. Cho ta xem một chút thôi được không? Ta xin nàng đấy. Được rồi, ta sẽ dẫn Trang đi, nhưng chỉ một chút thôi. Ta tặng nàng. Đây chính là nỏ thần. Nỏ thần? Đây chính là nỏ thần sao? Quả, đây là một kiệt tác của quân dân Âu Lạc. Ta xem một chút nữa được không? Xa xôi, ta e nàng lâm bệnh nặng. Ta về một mình rồi ta sẽ quay trở lại với nàng. Ý chàng đã quyết, thiếp đành nghe theo. Nhưng ta có một điều thắc mắc. Tại sao nàng cũng đã biết, năm xưa cha ta và cha nàng đã từng xảy ra chiến trận. Nhớ mai sau xảy ra chiến trận, ta lấy gì làm dấu đây? Thiếp là phần nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt ly thì đau đớn khôn cùng. Nay thiếp có một chiếc áo gấm lông ngỗng, đi đến ngã ba đường sẽ giải làm tin cho chàng. Chàng cứ đi theo đó và chúng ta sẽ gặp lại được nhau. Ta sẽ quay lại với nàng. Ta sẽ quay lại với nàng. Chàng hãy mong trở về nhé. Diễn à,
Sao triệu nàng không quân sang xâm lược nước ta? Đã không sợ nổ thần hay sao? Mau đem nổ thần ra bán. Rõ. Không được rồi, thưa đại vương, thần xin được ra chỉ huy quân sĩ. Ngươi đã quá lo xa rồi, có nổ thần ở đây không có gì phải lo. Cấp bao triệu đoàn đem quân đánh sang thành cổ loa. Mau đem nổ thần ra bán. Rõ. Nổ thần cũng phát huy tác dụng. Sao? Nổ thần không phát huy tác dụng? Sao sao có thể có chuyện như thế được? Vô lý, không thể nào. Sao ta đến sân thành rồi, chúng ta phải làm sao đây cha? Con gái, cô đi cho ta. Thần Kim Quy, thần Kim Quy ở đâu không? Mình ta. Thần Dương Quy, thần Lan Tắc Tàn Quy. Tất cả là do thời vận. Con người có thể tu đức mà kéo dài. Kẻ sau lưng nhà vua chính là giặc. Mị Châu, con tại sao? Thưa cha, việc đã đến nước này, con chỉ xin lấy cái chết để nhận tội. Nhưng nếu con có một lòng bất trung với cha với đất nước, thì khi chết con xin biến thành cát bụi. Nhưng nếu con có một lòng hung chiến nhưng gắn với người hãm hại, thì khi chết con xin biến thành cho ngọc để rửa sạch mối thù này. Cha, xin mời tin con. Ta không thể tha thứ. Mị Châu. Trọng Thủy đã hận chàng. Đời đời kiếp kiếp ta sẽ không tha thứ cho chàng. Mị Châu.